gồm có 3 màu nha. 4 màu nha mọi người. Trắng, màu đen, màu đỏ và màu kem nha. Chỉ 99.000 trong livestream. Có gà nút khuyên nữa. Có khuyên gà. Đây là mã số 03 dân đen mặt. Mọi người mong mong chia sẻ để nhận phần thưởng của shop nha. Rồi, mình qua 04 nè. Bây giờ Giang sẽ đổi qua mẫu 04, mọi người đợi cho một chút. Đây bây giờ là mẫu số 04 hả chị? 04. Đây mẫu số 04 ha. Hello Phúc Huỳnh, hello mọi người. Mọi người chia sẻ livestream để nhận phần quà của shop trị giá 350.000 nha. Là gồm 5 cái quần lót hiệu Oysol, dạng cô tông rất là dễ thương nữa. Trong đây nó sẽ có 5 cái quần dành cho 5 ngày trong tuần luôn nha. Rất là dễ thương của shop. Mọi người chia sẻ ha. Còn đây là mã số 04 dân đen mặt. Nó gồm có 4 màu hay chị? 4 màu. Để chị lấy cho. Đúng rồi. Chị giá 99.000 chỉ trong livestream nha. Sau livestream thì nó sẽ trở về 150.000 nha mọi người. Mọi người nhanh tay nè. Hôm nay cũng có gồm 4 màu như mã 02. Nó cũng sẽ có gồm 4 màu như mã 02 ha. Nhưng mà đặc biệt cái này là nó không có các khoen gài. Mẫu 02 thì sẽ có khoen gài, nhưng mẫu 04 là không có khoen gài ha. Đó là resize. Hôm bữa có chị bầu vô mua đúng 4 màu này luôn. Dạng 04. Cho nên mình cứ yên tâm cái độ giãn của nó. Chị bầu còn mặc được mà. Thôi mọi người, đây là nhẹ. Mã số 04. Giá 99.000 chỉ trong livestream. Màu kem, màu trắng, màu đen và màu đỏ ha. Và không có khoen gài. Em nói rồi. Theo mọi người mua thì cứ nhắn tin inbox cho shop theo cái tab ở trên đây nha mọi người. Mọi người mau chia sẻ để nhận quà nha. Sắp kết thúc livestream là sẽ không được nhận quà nữa và không được mua với giá 99.000 nữa nha. Xóa cái này. Xóa được nè. Được. Anh. Mã số 04. Giá 99.000. Hello chị Ngọc. Mã số 04 với giá 99.000 trong livestream nha mọi người. Chị 99.000. Mọi người mau chia sẻ nha, chia sẻ ít nhất là 5 group và sau đó chụp màn hình lại. Hoặc là BM cho shop cũng được, hoặc là comment ở trên đây ghi là đã chia sẻ sẽ được nhận phần quà trị giá 99.000 trị giá 350.000 nha. Là gồm 5 cái quần chip của hiệu Oysol dạng cô tông nha. Trời, nói yêu cái bấn loạn luôn nè. Chia sẻ đi nhận quần chip nè. 5 cái quần chip trị giá 350.000 nè, ít nhất là được 5 rút. Còn đây là mã số 04 ha mọi người. Chị giá 99.000 trên livestream. Sau livestream thì sẽ trở về giá gốc là 150.000 nha.
Chút nữa Dân sẽ thử màu đen với màu đỏ cho mọi người xem. Hello Trần Ngọc Châu, mọi người chia sẻ nha. Chia sẻ rút sẽ nhận được phần quà trị giá 350.000 gồm có 5 cái quần chiếc của hiệu Oysol dạng cô tông nha. Hello Trang Nguyễn, mọi người chia sẻ nha. Và còn không, đây là giá 99.000 trong livestream. 99.000 sau livestream, kết thúc livestream thì sẽ trở về giá là 150.000 nha mọi người. Bây giờ chỉ có giá 99.000 thôi, gồm có 4 màu. Mọi người mua thì cứ inbox cho shop theo cái ghim tag ở dưới nha. Rất là thoải mái luôn, Dân đang mặc mặc màu kem. Rất là dễ mặc luôn. Dưới 60kg. Dưới 60kg bầu mặc được luôn nha. Để có một miếng mút nhỏ trong đây không làm cứng hay là gì hết. 99.000 chỉ có trong livestream nha mọi người. Em mặc trước rất là đẹp. Nhìn không có bị sexy quá hay là hở quá mình. Nhìn tôn lên được cái bộ đồ của mình nữa. Thấy mọi người. Rất là đẹp. Mã số 04 giá 99.000 nha. Mọi người mau chia sẻ livestream để nhận phần quà của shop trị giá 350.000 gồm có 5 cái quần chip dạng cô tông nha. Nó sẽ gồm có 5 kiểu dạng cô tông như thế này. Dành cho mọi người mau chia sẻ nha. Đi cơm hết rồi. Tụi ơi, không hết pin luôn rồi. Cái này còn pin không? Hello, mọi người mong chia sẻ để được nhận phần quà trị giá 350.000 của shop ha. Còn đây là mã số 04 gồm có 4 màu, resize dưới 60kg mặc được hết nha mọi người. Trị giá 99.000 trong livestream. Sau livestream thì nó sẽ trở về giá gốc là 150.000 nha. Mọi người mau chốt nè. Đây là mã cuối cùng rồi. Sau kết thúc livestream thì Dân sẽ kết thúc luôn cho mọi người. Mau mau nhanh tay đem chốt từ đây nha. Từ đây đến tối nha. Ủa rồi cho ngày hôm nay luôn hả? Như ngày hôm nay luôn hả? Tức là chốt đơn từ đây đến tối thôi. Chốt đơn từ đây đến tối thôi nha. Nhưng mà chỉ được mua trên livestream với giá 99.000 thôi. Kết thúc livestream là sẽ không còn nữa nên mọi người mau đặt nha. Thử màu đỏ đi. Hello Ngọc Tuyền. Mã số 04 nha mọi người, trị giá 99.000 do đang mặc là màu đỏ. Áo này thì gồm có 4 màu nha. Sau lưng em. Sau lưng em kìa. Không phải, phải có 2 cái đầu thôi, 2 cái ngoài thôi. Mã số 04 99.000 trong livestream ha mọi người. Nó không có hoen gài ở dưới. Dưới 60kg mặc được gồm có 4 màu nè. Giá 99.000 trên livestream. Còn sau livestream thì sẽ giá trở lại giá gốc là 150.000 nha. Có 4 màu nè. Rất là đẹp. Trắng, đỏ, kem và đen nha. Dân đen mặc là mặc màu đỏ. Hello Lan Phạm. Còn đây khác biệt giữa cái mã số 02 và mã số 04 là nó là dạng dây tròn, không phải là dây dẹp ha mọi người. Và nó cũng không có khoen gài. Dưới 60kg mẹ bầu mặc đều được hết nha mọi người. Hello Nguyễn Võ, hello Nguyễn. Hello mọi người share livestream nha. Thằng Nguyên này mày vô đây chơi với Nguyên. Mọi người share livestream nha. Like, mọi người share livestream nha. Kêu anh Nguyên share livestream giùm em.
Anh Nguyên xe live stream giùm em nha. Dưới 5, trên 5 rút nha mọi người. Chia sẻ trên 5 rút là sẽ nhận được một quà trị giá 350.000 của shop ha. Là gồm 5 cái quần chip có 5 màu luôn, dạng cotton của Ocean ha. Đây. Chia sẻ đi mọi người sẽ được nhận phần quà của shop nè. Phần quà có giới hạn nên mọi người nhanh tay ha. Sau kết thúc cái livestream này mọi người sẽ không được nhận quà nữa và cũng sẽ không mua hàng được ở dưới cái giá 99.000 nữa nha. Cho nên mặc là mã số 04 nha mọi người. 99.000 trong livestream nha. Sắp kết thúc livestream rồi nên mọi người tranh thủ nè, nhanh tay nè. Áo thì màu đen thì rất là dễ phối đồ mọi người thấy không? Nãy giờ thử màu trắng, màu kem, giờ bây giờ là màu đen, màu đỏ. Rất là dễ mặc, có thể phối tất cả cái áo mà mình mặc luôn. Bớt nhảm em. Kim cương gì mà kim cương. Mời tặng kim cương. Làm như tôi lấy áo không chần vậy. Giá 99.000 nha mọi người. Mọi người inbox cho shop nha. Có tăng đơ không chị? Có tăng đơ. Ủa tăng đơ, như tăng đơ là hình như nhỏ. Cái nào cũng có mã. Từ mã 01 đến mã 04 đều có tăng đơ hết nha mọi người. Chỉ có mã 02 là có cái gài chốt thôi, còn tất cả là không có. Giá 99.000 trong livestream nha. Hello Trang Thảo. Chị Trang. Hello chị Trang. Giá 99.000 trong livestream nha mọi người. Kết thúc livestream thì nó sẽ trở về giá gốc là 150.000 nha. Mọi người cũng mau chia sẻ để nhận phần quà trị giá 350.000 của shop. Gồm có 5 cái quần chip hiệu Ocean nha. Dạng cotton rất là đẹp luôn, dễ thương nữa. Dành cho 5 ngày trong tuần. Mã số 04 nha mọi người, mua thì cứ inbox cho shop. Từ đây đến tối là shop sẽ chốt đơn hết cho mọi người luôn.